Thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Xin mời các bạn nghe chương cuối Chuyện Tình Của Biển, tác giả Thạch Anh. Chương cuối là chương 20, có nhan đề Có Anh Ở Đây. Nhìn Khánh Linh khóc tới sưng cả mắt, miệng luôn gọi tên Hải An trong mơ, mà mẹ Huyền đau lòng tới rơi lệ. Tại sao ông trời lại khiến hai đứa phải xa nhau như vậy? Cả hai đã cùng cố gắng gìn tình cảm cho nhau, ngay cả khi cách xa cả chục ngàn cây số. Vậy mà khi con gái bà về nước để đoàn tụ với người thân bạn bè, thì Hải An lại mất tích trên biển. Hải An luôn nghĩ tới người khác, giúp đỡ họ mà không hề vụ lợi. Tại sao ông trời nỡ bắt một người tốt như vậy phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ? Mẹ Huyền lau vội nước mắt rồi đánh thức Khánh Linh. Dậy đi con. Khánh Linh từ từ mở mắt. Mẹ ơi, Hải An. Mẹ Huyền đỡ cô dậy rồi nói. Minh Quân vừa tới đơn vị, em ấy nói vẫn chưa có tin tức gì mới về Hải An. Khánh Linh òa khóc như một đứa trẻ. Vừa rồi con mơ thấy Hải An. Hải An hy sinh rồi mẹ. Mẹ Huyền ôm lấy Khánh Linh an ủi. Con bé ngốc này, đó là con nghĩ tới Hải An quá nhiều thôi. Nói xong bà tiếp lời. Sinh giữ tử lành con ạ. Hải An tốt như vậy nhất định sẽ bình an vô sự. Khánh Linh khẽ gật đầu. Con sẽ tới bệnh viện xin nhận công tác chậm hơn vài ngày so với kế hoạch lúc trước. Con muốn lên đảo thăm gia đình của Hải An. Mẹ Huyền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh. Bà hiểu suy nghĩ của con gái. Nếu như gia đình bà và Khánh Linh còn đau lòng tới vậy, thì ắt hẳn ba mẹ và những người thân của Hải An trên đảo lúc này còn đau khổ hơn thế gấp nhiều lần. Đã rất lâu rồi, Khánh Linh không đặt chân tới nơi này. Vẫn là những bông múa biển rung rinh trong nắng, nhưng sắc tím ấy chẳng làm cho tâm trạng của cô khá hơn. Suốt dọc đường đi, cô thấy những người dân ở đó bàn tán về chuyện của Hải An. Người con của đảo nhỏ đã về với biển cả bao la. Khánh Linh cố gắng kìm nén cảm xúc. Hải An của cô chưa chết, nhất định anh sẽ bình yên trở về. Vừa thấy bóng dáng của Khánh Linh, bà của Hải An đã khóc lên thành tiếng. Hơn ai hết, bà hiểu Khánh Linh và Hải An phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Cháu dâu tương lai của bà về nước rồi, vậy mà thằng cháu trai lại biến mất không một dấu vết. Bà thương cháu trai một á, thì bà thương Khánh Linh 10. Cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng là thế, yêu thương Hải An vô điều kiện, ngay cả khi có rất nhiều người hơn Hải An về mọi mặt, muốn kết thân. Bà nắm lấy tay Khánh Linh, rưng rưng nước mắt. Khánh Linh, thằng An tệ quá, cháu đừng có đợi nó nữa. Cuộc sống của bà gắn liền với biển như vậy, bà biết làm gì có ai trở về được sau khi mất tích trên biển dài ngày. Bà biết nói ra điều này là tàn nhẫn, nhưng chẳng lẽ lại bắt một cô gái như Khánh Linh phải chờ đợi mà lỡ cả thanh xuân. Nói rằng Hải An sẽ trở về chẳng phải gieo cho cô hy vọng hão huyền hay sao? Bà không muốn vậy, bà muốn cô có được hạnh phúc. Khánh Linh ôm lấy bà nhẹ nhàng nói, bà ơi, cháu đợi được, đợi tới khi Hải An trở về. Sự kiên định trong lời nói của Khánh Linh khiến cho bà của Hải An và những người có mặt ở đó cảm động. Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào một phép màu khiến cho Hải An của họ bình an trở về. Khánh Linh đi bộ dọc theo bờ biển, thấy xa xa là đền thờ cá ông mà có lần cô cùng Hải An đã ghé thăm. Cô vội rảo bước tới ngôi đó. Khánh Linh nhớ Hải An từng kể về chuyện ba ngư dân trên đảo may mắn sống sót khi gặp phải vòi rồng trên biển. Trong màn đêm đen kịch ấy, những con người của đảo chỉ biết nắm lấy tay nhau, cầu cho qua được sóng gió khi thuyền bị lật. Chỉ có điều, một người đã không may bị vòi rồng cuốn ra xa, tiếng khóc, tiếng hô hoán của hai người bạn cũng chẳng thể kéo người đó lại. Thật may mắn, khi đó cá ông đã xuất hiện, không chỉ cứu được người bị cuốn ra xa kia, mà cá ông còn dìu cả ba đến chỗ thuyền đang trôi dạt. Sau khi cả ba đã an toàn, cá ông lại từ từ biến mất vào lòng đại dương. Hải An nói, cá ông giống như một vị thần trên biển, xuất hiện để giúp những ngư dân qua cơn nguy hiểm. Vậy còn Hải An,
một con người bằng xương bằng thịt, luôn hết lòng nghĩ tới những người dân nơi đây, không tiếc thân mình để bảo vệ sự sống cho họ thì sao? Liệu có phép màu nào dành cho Hải An? Nghĩ tới đây, Khánh Linh rơi nước mắt, cô khấn thầm. Xin các ngài phù hộ độ trì cho Hải An của con bình an vô sự. Nắm chìa khóa trong tay, Khánh Linh mở cửa bước vào ngôi nhà chính Hải An xây nên. Anh nói với cô phải tự tay xây nên tổ ấm cho hai người mới thực sự ý nghĩa. Cô sợ anh vất vả nên nói chờ cô về rồi cùng làm, nhưng Hải An từ chối. Anh xòe bàn tay đầy vết chai của mình ra rồi nói, chỉ cần một mình anh là đủ. Khi nào mọi việc xong xuôi, anh sẽ tới đón em. Khánh Linh khi đó chỉ cần cùng anh chăm cho cây nho ra trái ngọt là được. Khánh Linh nghĩ tới đây, liền nở một nụ cười. Cô lấy nước ngọt trong thùng chứa gần đó, tưới cho cây nho trước cửa nhà. Nhìn những lá nho xanh tươi rung lên trong gió, Khánh Linh lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô bước vào trong nhà, cô liền thấy bộ bàn ghế giản đơn được đóng từ gỗ thông mà Hải An tự tay làm trước đó. Khánh Linh tiến tới gần, cầm quyển vở ghi trước kia của Hải An lên. Hải An luôn cất sách vở rất cẩn thận, chưa từng để chúng bị quăng góc. Nhưng quyển vở văn này thật lạ, lại có một trang bị gập vào giống như đánh dấu. Khánh Linh tò mò mở ra xem, liền thấy bốn câu thơ trong bài Đợi Anh Về của Simonov được Hải An khoanh lại bằng mực màu đỏ. Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa cứ rơi dầm về, ngày cứ dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Khánh Linh bật khóc. Đây chính là lời nhắn của Hải An dành cho cô. Nhất định Hải An sẽ trở về bình an vô sự. Mới đó mà vài tháng đã trôi qua, gia đình nhỏ của Kim Chi và thầy Sơn vừa chào đón một thành viên mới là cô nhóc Khánh An. Nhìn đứa bé khấu khỉnh trên tay Kim Chi, Khánh Linh khẽ mỉm cười. Đôi mắt này có phải rất giống cậu hay không? Kim Chi cười thành tiếng. Thôi đi, cậu không thấy cả cái mặt nó giống anh Sơn y chang hả? Con bé có hai mắt, tớ cũng vậy nên cậu cố nặn ra để khen đúng không? Quả thực, dạo gần đây, mẹ bỉm Kim Chi rất nhạy cảm. Cái dành đẻ thuê cũng chuẩn không cần chỉnh. Chỉ là đôi lúc thấy tội nên Khánh Linh kiếm cớ khen vài câu cho cô bạn đỡ tủi thân. Đúng lúc này, thầy Sơn bước vào phòng, trên tay là cốc trà lợi sữa. Thầy đón Khánh An từ tay Kim Chi rồi nói, em uống luôn đi cho ấm. Khánh Linh nhìn hai người bọn họ tình cảm như vậy, cũng thấy vui lây. Cô mỉm cười, thôi cũng muộn rồi, em xin phép về đây. Nói xong, cô quay sang Kim Chi, nghỉ ngơi cho lại sức còn chăm con nhé. Kim Chi khẽ gật đầu, đi đường cẩn thận nha. Sau khi Khánh Linh rời đi, Kim Chi khẽ thở dài. Suốt khoảng thời gian này, không có một ai dám nhắc tới Hải An trước mặt Khánh Linh. Đã lâu như vậy, nhưng không có một tin tức gì của anh. Người thân và bạn bè dường như đã hết hy vọng. Chỉ có một mình Khánh Linh vẫn tin tưởng vào việc Hải An sẽ trở về. Những ngày được nghỉ, Khánh Linh đều tới ngôi nhà mà Hải An xây dựng ở trên đảo. Cô còn tìm nhiều tài liệu hướng dẫn chăm sóc cây nho. Ngay khi phát hiện những chùm nho đầu tiên trên giàn, Khánh Linh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô luôn có một linh cảm, tới khi những trái nho ngọt đầu tiên xuất hiện, ai đó sẽ tìm về, đứng trước mặt cô. Đám nhỏ ở trên đảo rất yêu mến Khánh Linh. Cô không chỉ đem tới cho chúng rất nhiều sách báo để ở thư viện tại nhà cụ dưỡng, mà còn hướng dẫn chúng cách vệ sinh răng miệng sao cho đúng cách. Không những thế, Khánh Linh còn cùng bọn trẻ làm bánh, vui đùa vào dịp cuối tuần. Lúc này, Khánh Linh mang lên đảo rất nhiều bàn chải và thuốc đánh răng cho trẻ em. Cô tập hợp đám trẻ trong sân, cùng chúng ôn lại cách đánh răng hàng ngày. Hải An luôn nói với cô, đám trẻ ấy giống như cậu ngày trước, không dám ăn đồ ngọt như bánh kẹo, một phần vì các gia đình trên đảo đều chẳng phải loại khá giả, một phần vì lỡ sâu răng ra đó thì biết phải kêu ai. Biết Khánh Linh quan tâm tới bọn trẻ, ba Thành liền bàn với mẹ Huyền mua một số đồ cần thiết cho một phòng khám nha khoa để đặt trên đảo. Ngay khi biết kế hoạch này, Khánh Linh đã rất vui mừng. Cô nói với ba mẹ, bệnh viện của cô đang dự tính mua trang thiết bị mới,
cô đã nhận mua lại một số đồ cần thiết, nhưng hiện tại còn chưa đủ tiền. Nghe vậy, bà Thành quyết tặng luôn cho con gái số tiền còn thiếu. Nhưng Khánh Linh từ chối, cô chỉ dám vay không tính lãi thôi, ai đời con gái lớn còn lấy tiền của ba mẹ. Ba Thành và mẹ Huyền đồng ý với cô, dù sao đây cũng là một việc tốt. Khánh Linh bận rộn như vậy, cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều tới chuyện của Hải An. Khánh Linh báo tin vui này tới đám trẻ, cả bọn liền nhao nhao lên. May quá, bọn cháu thoát nạn nhổ răng bằng dây cước rồi. Có đứa nói chen vào, dây cước là còn may đó, ba tao còn lấy cái kìm to nhổ răng cho tao cơ. Khánh Linh mỉm cười, cô Linh cũng dùng kìm nhưng không to, hơn nữa cô làm nhanh nên sẽ không đau đâu. Đám trẻ gật gù, bọn nó thực sự tin vào tay nghề của Khánh Linh. Có đứa mon men hỏi, vậy nhổ răng xong có được ăn bánh cô làm không? Khánh Linh bật cười, phải để cho liền lại đã, ăn đồ mềm thôi, ăn đồ cứng sẽ đau lợi. Đứa khác lại chỉ lên giàn nho, vậy ăn nho được không cô? Mấy đứa kia nhìn theo, liền thấy một chùm nho sắp chín, tụi nó chạy tới, thèm nhỏ gãi giải. Cô Linh ơi, ăn được chưa? Cô Linh khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, cô lấy ghế đứng dưới chùm nho chín mọng. Thấy tay Khánh Linh không chạm nổi vào chùm nho, đám trẻ thất vọng. Sao thế? Sao cao thế? Không biết, nhà cô Linh có mỗi cái ghế này à? Đứa khác hô lên, hay lấy cái ghế chồng lên cái bàn đi. Mấy đứa kia vội lắc đầu, cô Linh mà ngã ra đó thì ai chơi với bọn mình? Lúc này Khánh Linh nhớ ra sau nhà còn mấy tấm gỗ, nên quyết định vác ra kê bên dưới rồi đặt cái ghế lên. Lần này tay của Khánh Linh vừa chạm vào quả nho thấp nhất, đám trẻ vỗ tay ầm ầm như để cổ vũ cho Khánh Linh. Cô Linh cố lên, cô Linh cố lên. Khánh Linh gắng sức vươn tay để chạm vào chùm nho một lần nữa, nhưng bị mất đà, còn đang không biết tiếp đất kiểu gì cho đỡ đâu, thì có người lao tới đỡ lấy cô. Khánh Linh mở to hai mắt, nhìn người trước mặt, nước mắt cứ như vậy mà đua nhau rơi xuống như những hạt trân châu. Hải An mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Khánh Linh. Có anh ở đây rồi. Khánh Linh không hiểu sao, lúc này lại cảm thấy Hải An thật đáng ghét. Anh đã để cô phải đợi chờ thật là lâu. Cô đưa tay đánh mạnh vào người Hải An, ai cần chứ? Đám nhỏ thấy Khánh Linh khóc, liền cho rằng cô bị đau nên mới vậy. Chúng tiến tới hỏi thăm cô. Khánh Linh còn chưa kịp mở miệng nói thì Hải An đã cướp lời. Mấy đứa về báo cho bà và ba mẹ của chú là chú đã về tới đảo rồi nha. Một lát nữa chú sẽ đưa cô Linh về đó. Bọn trẻ chần chừ. Vậy cô Linh bị đau thì sao ạ? Hải An mỉm cười. Có chú ở đây rồi, cô ấy sẽ không sao đâu. Thấy bọn trẻ vẫn chưa chịu rời đi, Hải An nói thêm. Chú mang về rất nhiều bánh kẹo, đứa nào nghe lời chú sẽ có thưởng. Mấy đứa nhỏ nghe vậy liền chạy vèo đi, để hai người là Hải An và Khánh Linh ở lại trong sân nhỏ. Khóe môi Hải An khẽ cong lên. Em thấy anh có giỏi không? Khánh Linh đứng dậy chỉnh lại quần áo. Có cái gì mà giỏi? Hải An cười lên thành tiếng, chỉ vào mấy cái chùm nho. Anh tính rất kỹ rồi, ai đó bắt ghế lên cũng với không tới, chỉ có thể chờ anh về mà thôi. Khánh Linh nghe vậy càng thêm bực mình, người trước mặt cô đi thật lâu mới về, hơn nữa còn khiến cho bao người lầm tưởng anh đã hy sinh. Khánh Linh biết rằng mấy câu thơ kia là Hải An lén để lại, ắt hẳn đó là nhiệm vụ bí mật, nên cô chẳng dám nói với một ai, chỉ lặng lẽ động viên an ủi người thân của anh mà thôi. Thấy anh về bình an, vô sự, cô mừng tới rơi nước mắt. Vậy mà cái tên Hải An kia chẳng nói được một câu anh nhớ em hay cái gì đại loại như vậy. Đã thế Hải An còn có phần dương dương tự đắc khi thấy cô không hái nổi nho ăn. Thấy Khánh Linh phụng phịu, Hải An bật cười. Lại đây, để anh xem suốt thời gian qua em lớn lên được một chút nào hay không. Khánh Linh nghe mấy lời này liền đỏ mặt. Có liên quan gì tới anh? Hải An không nói gì, anh cúi người xuống rồi vác Khánh Linh lên vai. Khánh Linh vội la lên, anh định làm gì vậy? Hải An nhếch môi cười, làm chuyện anh muốn làm. Khánh Linh đánh mạnh vào vai của Hải An. Không cần, không phải bây giờ. Hải An cười thành tiếng. Em biết anh muốn làm gì với em sao?
Mặt Khánh Linh đỏ bừng như cái trái cà chua chín. Cô đi guốc trong bụng Hải An ấy chứ. Cái tên Hải An này lâm lì vậy mà khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, nếu cô không cứng rắn, e rằng giờ này có bé Bi để bế rồi cũng nên. Hải An hỏi Khánh Linh, sao? Em không nói được gì nữa à? Nói xong, anh tiện tay cầm cái ghế còn đang chỏng chơ dưới đất. Anh chỉ muốn xem em có bị thương ở đâu hay không mà thôi. Dứt lời, Hải An đặt ghế xuống nền nhà, rồi để Khánh Linh ngồi trên đó. Là tự em nghĩ xa xôi đấy nhá. Anh đang rất trong sáng đó. Lúc này hơi thở của Hải An quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Khánh Linh cảm thấy vừa hư vừa thực. Cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ Hải An. Em đã rất nhớ anh. Hải An mỉm cười, còn muốn nói gì nữa không? Khánh Linh khẽ gật đầu. Còn chứ, đương nhiên là còn nhiều điều muốn nói lắm đó. Khóe môi Hải An khẽ cong lên. Anh đang chờ đây. Khánh Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói, em yêu anh. Hải An chỉ chờ có vậy. Anh cúi người hôn lên môi Khánh Linh. Anh thì thầm, em có biết anh tiếc nuối nhất là điều gì không? Khánh Linh ngạc nhiên, đang vui như vậy có gì mà tiếc chứ. Hải An thấy được suy nghĩ của cô liền trả lời, anh tiếc mình đã không đóng chiếc giường của hai đứa mình trước. Khánh Linh thẹn quá hóa giận, anh lại nói linh tinh rồi đó. Hải An bật cười, sẽ không lâu đâu, ngày mai anh bắt tay vào làm luôn. Khánh Linh tò mò, sao phải vội vậy anh? Hải An nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng, anh còn không nhanh thì làm sao có thể cuối tuần sau làm đám cưới chứ. Khánh Linh mở to hai mắt nhìn Hải An, ai đồng ý cưới anh vậy? Rồi còn ba mẹ hai bên nữa. Hải An nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh về hai tuần nay rồi, nhưng phải bàn giao công việc. Anh đã báo với ba mẹ hai bên từ lúc đó. Khánh Linh bật khóc, vậy mà anh không nói với em một tiếng nào hết á. Hải An hôn lên môi cô, là vì anh tin, em biết anh sẽ trở về, sẽ chờ đợi anh. Hơn nữa, anh muốn dành cho em một bất ngờ mà. Khánh Linh còn chưa kịp nói gì thì Hải An đã đeo vào tay cô một chiếc nhẫn có gắn một viên ngọc trai đen rất lớn. Hải An quỳ xuống trước mặt Khánh Linh, đồng ý lấy anh nhé. Khánh Linh vội lau nước mắt, khẽ gật đầu như nhớ ra điều gì. Cô liền hỏi, Hải An, anh lấy đâu ra tiền mà mua chiếc nhẫn đắt giá như thế này? Hải An cười thành tiếng, anh biết cô không muốn anh chạy đua theo mấy nam chính trong chuyện ngôn tình. Hải An thật thà trả lời, hôm nhận nhiệm vụ bí mật đó, anh đã lặn xuống dưới biển và vô tình đụng trúng cái con trai cụ này. Khánh Linh ôm bụng cười, vậy là trai cụ nhả ra cho anh viên ngọc trai đen này hay sao? Hải An xoa nhẹ lên tóc Khánh Linh, đoán trúng như thần. Khánh Linh nhìn Hải An, anh có biết hồi cấp 3 mọi người gọi anh là ngọc trai đen không? Hải An khẽ gật đầu, đương nhiên là anh biết chứ. Khánh Linh còn chưa kịp nói thêm gì thì Hải An đã ôm lấy cô. Vì vậy em phải giữ cho chắc vào, đó là loại quý hiếm đó. Khánh Linh chu môi, em không giữ thì anh dám tự ý rời đi sao? Hải An lắc đầu như trống bỏi, em không giữ thì anh chỉ còn nước bám theo em thôi, để lúc nào ngọc trai đen cũng lủng lẳng bên người em á. Khánh Linh nghe mấy lời này liền thấy mặt mình nóng rang, không cần đâu, em giữ, giữ cả đời. Hải An nhìn vẻ mặt của Khánh Linh mỉm cười, bắt đầu sợ rồi sao? Khánh Linh vênh mặt, chưa từng biết sợ ai á. Hải An thì thầm vào tai Khánh Linh khiến cô nổi da gà, đã nghe chuyện bộ đội nghỉ phép bao giờ chưa? Khánh Linh nói chưa. Hải An nhoẻn miệng cười, vậy thì trực tiếp trải nghiệm nha. Đúng lúc này Hải An nhìn quanh, thấy nhà cửa trống trơn. Cũng tại nghe tư vấn của thầy Sơn về việc đóng bàn ghế trước mà giờ Hải An không làm gì được. Anh chửi thầm trong bụng. Thầy Sơn đang pha sữa cho con liền hắt hơi mấy cái. Thầy quay ra nói với Kim Chi, hình như có cái thằng nào đó nó đang chửi anh á. Kim Chi cười khúc khích, anh tư vấn đóng bàn ghế trước khiến cho Hải An không có nơi làm việc nên cậu ấy chửi đó. Thầy Sơn cười lên tiếng, cho đáng đợi cái thằng biệt tâm biệt tích. Kỳ này hả, nó nghỉ phép, anh sẽ phá nó cho mà xem. Kim Chi ôm bụng cười, anh có giỏi thì quản chuyện của Nhật Minh kìa. Thầy Sơn giật mình lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhật Minh. Hải An nó về rồi đó, chuẩn bị tiền mừng đi. Nhật Minh vân vân dạ dạ rồi chuẩn bị tắt máy. Đúng lúc này thầy Sơn la lớn, nói con Nhím về nhà ngay cho tôi, kỳ này không đậu vào trường thì liệu hồn. Nhật Minh mỉm cười,
em đang ôn bài cho em ấy. Thầy Sơn nheo mắt, có thật không? Tai mắt của tôi ở khắp nơi đó nha, biết luật mà phạm luật thì xác định đó nha Nhật Minh. Nhật Minh cười hì hì rồi cúp máy. Anh rể tương lai lo xa quá rồi, cậu đây giữ thân như ngọc, đảm bảo thêm vài năm nữa vẫn còn chịu được. Nhưng mà Nhiếm ơi, em làm ơn học tốt thêm một chút nha. Em mà không thi đỗ vào trường là anh trai em cho anh bay đầu cũng nên. Hết trọn bộ chuyện Chuyện tình của biển, tác giả Thạch Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để có thể bấm biểu cảm, bình luận và được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn khỏe vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.